Em một đi mua trà sữa con cái. Cho anh đi chung với. Dạ, anh qua đón em nha. Ok bé, anh qua đón bé liền nha. Hai đứa mày tình tứ xong chưa? Đi lẹ giùm tao cái. Giờ còn hai người thôi, đi ghép nha. Khoan khoan, có người xin vào nè. Mũi, đây là ai vậy? Vừa nãy anh thấy em mặc đồ cà với tên này đúng không? Đúng đó, rồi sao? Em làm cái này ba mẹ hả? Sao lại không? Chả lẽ ngay cả hạnh phúc của em cũng không được chọn hả? Em nhìn xem xe 97 có gì không tốt chứ. Nhưng em không thích anh ta. Hello anh vợ nha, có chuyện gì vậy anh? Anh nói cho cẩn thận, ai là bạn của anh? Đau đầu quá, im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau. Ê thằng kia, đứng lại, ai cho mày lại gần nhiều tương lai của tao? Không cho thì thôi, mất gì cần. Nè nhóc, nhóc giả làm người chị tí nha. Không, ai rảnh? Bé bé cái mồm thôi, giúp chị một ván đi nha. Không biết nữa, mẹ em chưa mua thẻ vô cực. Giúp có xíu cũng đòi cái thẻ vô cực nữa hả? Không thì thôi. Rồi rồi, được rồi, chỉ cần đá được tên đó, em muốn gì cũng được. Ok thôi, coi mà học hỏi. Rồi, giờ tim muốn nhảy đâu nè? Tới thung lũng rồi kìa, nhảy thung lũng đi. Cũng được á, thung lũng ít người, dễ bắn. Vậy muội nhảy thung lũng nha. Không bé ơi, anh đợi ý rồi, anh muốn nhảy ở cổng trời. Cái hàng này tao bảo mày nhảy ở thung lũng cơ mà. Tao thích thế thì sao, ai cầm cơ người đó có quyền. Hai người này làm trò gì bên đây vậy ta? Mụi ơi, anh lướt dư nhiều đồ lắm nè, qua đây anh cho. Tôi đã nói là không lấy rồi mà, anh lướt thì tự mà dùng đi. Đồ dư vậy mà không ai lấy thì cho tôi xin nha. Ê thằng nhóc kia đứng lại. Hả, thiếu gì á ông chú? Trả đồ đây, ai cho mà lấy. Trả đồ hả, đừng có mơ. Thằng anh con hồi nãy lại bên hai. Mấy người này lại đi nói xấu mình nữa chứ gì. Để coi thử. Giờ anh có khách này nè. Ok, nghe hay đó, đúng là anh vợ của em. Có mấy cái trò con nít tưởng mày là ngầu. Ê ê, Hiền Si ơi, ở đây có xe nè, đi sang không? Ok, nghe hay đó, dù sao tôi cũng mới có một kiêu. Ok, vậy thì lên xe, anh đưa mày đi sang. Sao mày không gục vậy? Anh tưởng mấy cái trò này mà dụ được tôi hả? Còn non lắm, chưa đủ trình đâu. Đừng có mừng bội, còn anh hai của tao cơ mà. Đó, mấy người được đoàn tụ với nhau rồi đó. Tôi nói cho hai người nghe nè, đừng bao giờ tự ý quyết định cho cuộc sống của người khác. Làm vậy tồi lắm. Mày bớt lo chuyện qua đồng đi. Sớm muộn gì, mụ chả làm vợ của tao. Hạnh phúc của cô ấy thì do cô ấy tự chọn. Ai cho anh cái quyền quyết định vậy hả? Mày được lắm, nhớ mặt tao đấy. Còn anh nữa, bớt sống dùng cuộc đời của người khác lại đi. Mỗi người một cuộc sống, mạnh ai nấy sống. Anh thấy nhóc này nói cũng đúng, để anh và nói chuyện với mẹ. Dạ, em cảm ơn anh hai. Thấy sao bà chị? Học đâu ra mấy cái đạo lý đó vậy? Kệ tôi, đừng có hỏi nữa, trả kèo đi. Ok, một thẻ vô cực đúng không? Không, em đổi ý rồi, em muốn cái khác. Cái khác là cái gì cơ?